Mời bạn Nam. Rồi, chào trai. Dạ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi, bạn gái. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Em xin chào chị Cát Tường. Em xin chào tất cả quý vị khán giả. Em chào bạn Nam bên kia ạ. Em tên là Từ Tiểu Phụng. Em sinh năm 1991, năm nay 28 tuổi. Từ Tiểu Phụng hả? Tên dạ. Rất lạ. Tên có vẻ phim Hồng Kông quá đó mà. Dạ, em quê ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Em làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm phụ tá nha khoa. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Lê Thanh Phong. Em sinh năm 1990, hiện đang là nhân viên của nhà hàng Nhật Maruya ở quận Nhất. Từ nhỏ giờ em cũng sống ở đây thôi. Em là tên Phong. Dạ. Bên kia tên Phụng. Phong Phụng. Dạ. Cũng hay nha. Cùng chữ phờ. Dạ, từ nãy giờ em mới vô em giới thiệu luôn rồi. Em quên chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Không sao dạ, đâu. Chào luôn bạn nữ bên ấy. Dạ, chào. Còn anh gì đâu, chừng nào xong xuôi tới tối về nhớ khuya chào cũng được. Dạ, không được đâu anh. Còn dạ. Làm gì khác nữa không? Em hiện đang học tiếng Nhật. Lý okay. Do tại sao em chọn học tiếng Nhật? Thì sắp tới là bên Nhật sẽ có cái visa mới dành cho tu nghiệp sinh. Em là tu nghiệp sinh đã về nước. Em sống ở Nhật được 3 năm và em mới về nước khoảng 1 năm nay thôi ạ. Bên Nhật về dư khoảng nhiêu? Dư tiền không? Cái số vốn đó em đã xây 24 phòng trọ. Trời hả? Ơi. Được, đi 3 năm mà xây 24 nhà trọ hả? Mai chỉ ra đi Nhật nha. Dạ. Quá dữ quá, luôn. Quá. Rồi, bây giờ mình nói bản thân của mình chút đi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì em gái? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng hả chị? Ừ. Điểm yếu của em thì rất là dễ hồi hộp, rất dễ đỏ mặt. Bạn trai, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là có khiếu hài hước, đôi khi nó chọc người khác cười. Còn cái điểm yếu của em thì chắc cũng đôi khi cũng hay buồn thôi. Nhớ cái vụ 21 phòng trọ làm vui à. Có khách mướn ở hết chưa em? Dạ đủ hết rồi ạ. Trời, ngon, 21 phòng trọ ngon. Thì cái số phòng trọ đó em đang để cho mẹ quản lý để lo cho em của em đi du học. Ừ. Ồ, hay được quá đó. Có sự nghiệp, có tương lai là ổn rồi đó. Bây giờ nói về cái tình trường một chút xíu đi. Tình trường mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Trước Tết á, là người nhà em có giới thiệu cho em làm quen với một anh. Nhưng mà chỉ nhắn tin làm quen vậy thôi. Có gặp mặt chưa? Dạ gặp mặt cũng đi chơi một hai lần vậy thôi. Chứ chưa có tình cảm nên không. À, không trước đó là chưa có mối tình nào luôn? À, hồi xưa dạ giờ chưa, dạ chưa. Chắc tại vì em khép kín á, chị tóm lại là không có mở lòng nhiều. Mẹ em thì thích người học tuổi. Em muốn tìm bạn trai tuổi như thế nào? Sinh năm 90. Em trai sinh năm bao nhiêu cơn? Dạ em cuối năm 90 chị. Cuối năm 90 là sao? Dạ năm 90 á chị. Vậy thì được rồi. Năm 90 thì còn cuối năm 90 nữa thiệt. Ông này, mời bạn trai tình trường như thế nào? Dạ thì em đã trải qua ba mối tình. Hả? Ba mối hả? Ba mối anh. Mối dài nhất là dạ, nhiêu? Cái mối dài nhất là khoảng 3 năm. Khi mà học tiếng đến khi mà đi nước ngoài xong về mới chia tay. Thôi nhưng ba mối tình em nhận ra là em thiếu sót điều gì để chia tay ba mối tình đó không? Cũng có dạy cho em là nên biết quan tâm người khác xíu. Tại là khi em quen gái em cũng vô tâm lắm. Có người yêu không được vô tâm, có vợ là càng không vô tâm nữa. Hiểu không? Thì em nhận ra điều đó nên em mới ngồi đây nè. Nhớ nha, bắt đầu từ bây giờ là phải vô tâm nha. Ý phải có tâm chứ quên. Bây giờ mẫu người lý tưởng của bạn gái là như thế nào nè? Dạ, mẫu người lý tưởng là phải cao hơn em. Cao hơn nhiều. Dạ, không hút thuốc. Có hút thuốc không em trai? Dạ có ạ. Từ từ bỏ nha. Dạ, dạ uống rượu thì xã giao, uống bia thôi chứ đừng nhậu nhẹt quá. Ảnh mà uống mà em kêu xỉn xỉn cái anh xỉn luôn. Dạ. Với lại phải biết cách quan tâm khác. Đúng rồi, hồi nãy anh cũng có rút kinh nghiệm rồi đó. Em không thích người nói nhiều hơn làm. Tức là đừng có hứa mà không thực hiện. Rồi, bạn trai thì sao? Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Chung mà dễ thương. Em sợ nhất là khi về nhà mà thấy cái đống chén á. Em vô em đập luôn, bể đống chén có gì đâu. Rồi, cao trên 1m50. Tóc dài dài chút xíu là được rồi. Có cái gì em không thích ở người phụ nữ không? Rồi, chào em. Đi làm về đúng giờ, đừng có đi về khuya quá. Mấy giờ là cũng khuya? Cỡ 10-11 giờ ấy chị. À, rồi bây giờ chừng nào thì đám cưới được? Cố gắng tìm hiểu rồi từ từ sẽ tính đến cưới. Về ở đâu, hai chồng ở đâu? Ở nhà em ạ. À, hiện tại đang ở chung với bố mẹ em cũng được ạ. À, nhà đông anh chị em không? Ba anh em. Dạ, anh thì ra ở riêng rồi, còn em với lại thằng em, mà thằng em thì nó đi du học Canada rồi chị. Hay quá ta, gia đình tiến bộ ha, chị thích rồi đó. Thôi được rồi, để qua tôi coi bạn gái bên đây coi sao. 21 phòng trọ ha. Trời ơi, anh nhắc lại anh.
đàn trai qua coi mắt đàn gái đây. Dạ. Hello, trời ơi. Chào anh. Thôi. Xinh gì mà xinh dữ vậy? Dạ, cảm ơn. Ý. Dạ. Ý. Bây giờ em nghe em thấy cảm giác anh bên này như thế nào? Dạ, em cảm thấy anh bên đây cũng vui tính. Vui tính lắm. Dạ. Nói chung cũng cố gắng. Anh này cao lắm, hồi nãy nói là em nói 1m7 đúng không? Nó là bao luôn. Rồi, tốt. Đàn trai chịu đàn gái rồi nha. Hôm nay em đi với ai em gái? Dạ em đi với mẹ em, với dì, với hai em của em. À rồi, chào gia đình nhà gái ạ. Dạ chào MC Quyền Linh. Dạ cô. Dạ chào MC Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của cháu Phụng đây. Dạ. Dạ, cũng muốn chọn cho con một tấm chồng. Bây giờ cũng đã 28 tuổi rồi, thành ra cũng muốn cho nó kiếm được một người. Thấy cháu trai bên đây thì cũng được. Phụng ở nhà thì nó cũng tánh cũng hiền lắm. Từ nhỏ tới lớn là chỉ đi học thôi. Giờ muốn nhờ chương trình kiếm giùm cho cháu, cho Phụng nó được một người bạn. Dạ. Rồi cảm ơn nhiều. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ em và mấy cô, cùng với hai bạn. Chào cô ạ. Dạ, lời đầu tiên là xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Với các khán giả trong phòng quay hôm nay. Chào cô ạ. Dạ, đến đây với mục đích là để tìm đôi lứa cho con trai của tôi. Dạ. Phong này thì ở nhà cũng không ít khi nào làm cho mẹ buồn, lo làm ăn. Vợ chồng tôi thì cũng già rồi, thì cũng muốn kiếm một cô dâu, đứa con dâu về để hữu hỷ trong gia đình. Đó, cũng mong cho em đến đây để mà cũng có một cái duyên gì đó, để sau này rồi có cháu cho gia đình tôi được mừng. Dạ. Dạ. Dạ, bé này thì nó đúng là dễ thương. Dạ. Nhưng mà cũng còn cái duyên. Nếu mà hôm nay mà bấm nút hết á, thì cứ cho tìm hiểu nhau cho kỹ càng, để sau này không có phiền trách đến cha mẹ. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô ạ. Rồi ha, gia đình hai bên rồi. Bây giờ cái chính là giống như bác gái nói là hai bạn phải tìm hiểu nhau cho kỹ. Dạ. Nha, rồi, mở rào. Dạ, xin chào anh ạ. Chào em, nay anh có món quà tặng em. Cảm ơn. Trời, hai đứa cao, hai đứa đẻ con đẹp lắm à. Dạ, em gửi anh cái bình nước mình đi làm có thể sử dụng. Cảm ơn em. Chào em. Dạ, chào anh. Thì anh nhìn thấy em muốn sốt luôn à. Dạ. Biết nói chuyện ghê. Em thích, thường thường là em thích làm những gì những ngày nghỉ? Em hay, với đứa em hay đi chơi với nhau không? Em có thích đi du lịch không? Dạ, cũng thích. À, em có biết nấu ăn không? À, dạ không. Em nghĩ sao nếu mốt em rửa chén anh nấu cơm? Chắc được. Anh thì anh biết nấu ăn, nhưng mà anh không biết rửa chén, anh là biến thử. Vậy là anh nấu ăn đúng không? Thì hôm nào rảnh thì anh muốn mời em đến nhà hàng của anh ăn một bữa. Ủa, nhà hàng của anh luôn hả? Dạ không, nhà hàng chỗ anh làm. Trời, chị bắt lỗi em ghê quá. Vô chuyện yêu đương đi, hẹn hò yêu đương nè, hôn nhân nè. Anh có thể tìm hiểu em được không? Một lát mình em sẽ trả lời. Dạ, anh thấy em cũng dễ thương á. Dạ, cảm ơn anh. Sao ta? Nói chung là anh nhìn thấy em là anh cũng ngại ngại. Dạ. Ngại gì? Có gì đâu ngại. Lâu lâu mới được gặp gái chị Cát Tường. Gì gặp gái? Gặp bạn gái gì? Gặp bạn gái. Dạ. Tương lai em có thể về nhà anh sống không? Nếu mà lấy chồng thì phải theo chồng thôi, đương nhiên rồi. Còn em không biết em có thể làm dâu tốt được hay không, thì lúc đó thì mình sẽ từ từ. Sao em thích trai hay gái hỏi coi. Em tính xin mấy đứa, ví dụ như vậy. Kế hoạch quá gia đình là hai, chỉ hai là đủ đó anh. À, một chồng hai con vợ chồng hạnh phúc. À, một chồng hai gì vậy? Hai con vợ chồng hạnh phúc. Anh ngắt lộn chỗ. Đừng nói lộn nhau. Anh ngắt lộn chỗ. Nguy hiểm mà nha. Anh ngắt lộn chỗ. Trời đất ơi. Thì bây giờ anh mong được có câu trả lời của em. Bây giờ muốn phải thuyết phục người ta, giờ hát tặng người ta một bài hát, hay là tỏ tình người ta hay gì đó, làm gì đi chứ. Bây giờ anh hát tặng một câu được không? Dạ. Gì ta? Làm gì mà ông quíu tay, quíu chân, ông dạ, móc em quíu, trán, móc quần mũi. Em ướt hết này chứ. Cái gì quần ướt hết? Dạ không có, ý em nói mồ hôi. Gái tùm lum hết trơn rồi đó. Rồi hát đi kìa. Dạ.
Và nếu như anh được làm máy bay cùng với gió diều nhau đến nơi tận cuối chân trời, ngày tháng bên nhau không rời xa đâu, dù phong ba cầm tay nhau vươn lên trên ngút ngàn, đừng để đôi ta phải rời xa nhau, đừng rẽ lối vì anh chỉ muốn yêu mãi một người, hãy để cho anh được gần bên em và cùng danh mượn tình yêu ta sẽ không xa cách rời, là gió cùng với mây. Đã cố gắng hết sức rồi. Dạ. Bây giờ nói một câu một để thuyết phục em gái có thể bấm nút với mình. Bấm nút nhà em, bấm nút nhà em, bấm nút nhà em. Trời ơi. Nói từ trái tim chứ phải bấm nút đi em. Kể từ bây giờ, hôm nay sau khi chương trình, anh muốn được tìm hiểu em. Anh mong là có cơ hội hai đứa sẽ về chung một nhà. Đó. Thôi, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Trời ơi, bản lĩnh quá chứ. Nãy giờ mình có thể nói vui, mình có thể đùa một chút xíu. Dạ. Nhưng đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình có rung động với người đối diện hay không. Rồi, hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, cao dữ, nắm tay nhau đi hai bạn. Mọi người thấy cặp đôi này hợp không? Rồi. Rất hợp lý. Chào bác gái. Rồi xin chào phép hung. Xin bác gái cho con được phép hẹn hò với tên gì? Em tên gì? Tên gì? Quên rồi. Từ từ anh. 3 2 tên bấm. Tên bấm hả? Dạ em nghe anh đếm. Trời đất ơi. Phụng nó là hai chữ B, ăn phở. Trời ơi. Dễ nhớ. Rồi xin phép hung kìa. Dạ, con có thể hôn bé Phụng một cái được không ạ? Anh có thể hôn em một cái được không? Dạ, dạ. Alo, xin chào anh. Dạ. Dạ. Anh ơi, bây giờ anh tự tin, tự nhiên, thoải mái. Anh giới thiệu về bản thân của mình giúp em nhé. Dạ rồi. Rồi. Em tên là Nguyễn Chí Tâm, quê quán ở Sóc Trăng, hiện đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Công việc của em hiện tại đang làm quản lý cho một cửa hàng nội thất với căn gia gói niệm, làm tại bưu việt lại từ Bình Dương. Em hỏi chút xíu là không biết là cái thu nhập bình quân mỗi tháng của mình là bao nhiêu ạ? Dạ, thu nhập bình quân mỗi tháng của em là 10 triệu một tháng, chưa tính tiền theo doanh số của hàng tháng. Rồi. Vâng. Hiện tại là gia đình anh là mọi người vẫn đang ở Sóc Trăng hả? Có bố có mẹ ở Sóc Trăng? Hiện tại là bố thì đang ở quê với một đứa em, và mẹ hiện tại đang ở Bình Dương sống cùng. Vậy là anh sống cùng mẹ. Dạ. Qua Tết thì mẹ về quê sống với bố, tại vì do dịch đợt rồi á, rồi bố về làm ruộng. Rồi. Anh Tâm có điểm mạnh điểm yếu gì nhỉ anh Tâm nhỉ? Anh Tâm có điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ, em điểm mạnh của em là biết nấu ăn. Dạ. Và dạ. Mọi công việc được giao là em hoàn thành hết. Em hoàn thành tốt trong mọi công việc. Rồi, biết nấu ăn. Rồi, anh nấu được nhiều món không? Dạ, hình như là tất cả các món ba miền em đều nấu được hết. Và em có cái đặc điểm nữa là ai nấu được món gì em ăn một lần em sẽ nấu lại được như vậy. Nói chung là bắt chước khả năng nấu ăn tốt. Dạ đúng rồi. Rồi. Còn điểm yếu của anh là gì? Điểm yếu của em là hay quên. Hay quên. Dạ. Còn gì nữa không? Hay quên, chứ em cũng hay lúc trước hay nhậu. Bây giờ bớt à? Dạ, giờ nói chung là tập trung vô công việc nó hơi bớt lại. Hay quên thì cụ thể có nghĩa là
Nói chung là mọi công việc đó, nhầm khi mình làm nhiều việc quá mình có thể hay quên công việc cũ á. Sẽ quên việc cũ. Dạ. Rồi. Rồi. Anh hỏi một chút xíu về những chuyện tình yêu của mình, tình trường á. Tình trường của em thì em đã trải qua một mối tình nhưng mà chia tay cách đây cũng hơn nửa năm. Nghĩa là từ trước giờ chỉ có mỗi một mối tình thôi. Dạ đúng ạ. Rồi. Anh kể về mối tình đó đi. Mối tình đó thì tình cờ là về tập nghĩa vụ quân sự, rồi tình cờ quen cô ấy và quen được 3 năm thì tới gần ngày đám cưới, ngày chuẩn bị đi hỏi cưới cô gái đó thì cô gái đó chia tay vì lý do là mình không đủ khả năng để lo cho cô ấy. Nhưng mà trong quãng thời gian mà quen nhau 3 năm ấy thì anh chị đã nói về vấn đề này chưa? Có nói rồi luôn. Nghĩa là cũng có nói rồi nhưng mà đến lúc cuối cùng người ta quyết định đúng không? Dạ đúng rồi. Có cô ấy đã nói quyết định là ngày đó để ra nói chuyện cưới hỏi nhưng mà tới dần còn có 10 ngày nữa cô ấy thay đổi quyết định. Nhưng mà em hỏi xíu là 3 năm về trước cho tới từ khi mà anh ra không có mối tình nào khác. Dạ không ạ. À. Lúc đó là em tập trung vô công việc nhiều hơn. Rồi. Bây giờ anh muốn chương trình một mẫu người như nào? Nói chung là ngoại hình ưa nhìn là được. Em cũng không quan trọng dốc dáng hay là như thế nào hết. Miễn là hợp với em là được. Với về cùng nhau chăm lo cho gia đình, săn sóc gia đình để gia đình có một cuộc sống hạnh phúc là đủ rồi. Cùng nhau chăm lo gia đình này, săn sóc gia đình. Dạ. Chiều cao, tóc. Có thích con gái nhuộm tóc không? Dạ cái đó là bình thường thôi anh, không có gì hết. Điều gì ở phụ nữ mà anh không thích? Nói chung là thứ nhất là con gái mà mẫu không thích là có nghĩa là tánh tình đó là nói chuyện không có biết kính trên nhìn dưới. Rồi. Rồi. Dạ. Gì đâu anh? Gì đâu anh? Nói chung là chỉ đặc điểm gì thôi. Không biết nấu ăn hay không bất cứ cái gì em biết nấu ăn em nấu sẽ nấu cho cô gái ấy ăn được hết. Dạ. Bây giờ là anh ở Bình Dương thì anh có thể yêu được người ở vùng miền vị trí nào? Nói chung là tất cả vùng miền đều hết nhưng mà nói chung có họ sẽ họp á, thì ở đâu cũng vậy, gần cũng như là xa thì cũng như là gần thôi. Anh yêu được xa? Anh yêu được xa. Yêu được xa mà quan trọng phải cô gái nó phải tin tưởng mình hay không, chứ nếu mà một mình á yêu thì không được, phải cô gái ấy phải đồng cảm và hiểu cho mình yêu xa là như thế nào để có thể vun đắp được hạnh phúc, còn nếu mà không tin tưởng nhau thì cũng hơi khó. Rồi ok. Rồi ok. Anh Tâm là anh Tâm sinh năm bao nhiêu anh Tâm? Em sinh năm 1996. Rồi 1996. Anh có bất cứ một cái yêu cầu gì về bạn gái thì anh phải miêu tả rõ ràng cụ thể để bọn em đi kiếm nhé. Nói chung là cao từ 1m50 trở lên là được. Rồi. Gương mặt thì ưa nhìn được rồi chứ không cần phải quá đẹp mà. Mập hay là ốm hay là? Dạ. Mập hay là ốm hay như nào? Dạ, nói chung mập hay ốm gì cũng được hết trơn anh, không sao hết. Cái đó là vẻ bề ngoài không quan trọng, quan trọng là tấm lòng thôi. Rồi. Rồi. Ok anh Tâm. Ok anh Tâm. Dạ. Vậy thì hôm nay làm vậy quen nói chuyện. Nếu mà với anh thì chương trình sẽ liên hệ liên hàng hơn là nội dung của anh nhé. Dạ. Rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn anh. Bắt đầu mình giới thiệu giúp chị luôn ha, đầy đủ về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc vùng miền của mình nha. Dạ, em xin giới thiệu em tên Nguyễn Minh Tiến. Nay em 8 tuổi. Em sinh ra lớn lên ở Long An. Hiện sinh sống và làm việc ở Long An luôn.
Rồi công việc của em là gì Tiến? Dạ em làm nhân viên bảo trì. Cụ thể bảo trì về gì? Dạ em làm bên cơ với một phần bên xe năng. Ok, rồi bây giờ mình thật là chủ động cho chị nha, chia sẻ về bản thân của mình nè, những cái điểm mạnh, điểm yếu như thế nào nè, rồi tình trường của mình ra sao ha. Điểm mạnh của em thì chắc chung mà em cũng sống hòa đồng, vui vẻ. Còn điểm yếu thì hơi ít nói, hơi ngại đám đông. Ít nói nhưng mà rồi có ca hát rồi được không? Dạ được. Rồi vậy thì hát cho chị nghe đoạn ngắn đi. Dạ thì em xin hát khúc xa cách lâu rồi về miền Tây bao nhiêu niềm nhớ, áo trắng bây giờ còn huyền thùng bắt bướm cùng anh. Miền Tây mắt đỏ tóc quê em gái quê sớm hôm trên mùng nồng gió nghiêng nghiêng sao cũng được. Dạ. Rồi trước giờ em trải qua mấy mối tình rồi Tiến? Thì nói chung mà chính thức thì chưa có, nhưng mà cũng quen vài người, cũng thời đi học thôi mà chị. Yêu thời đi học hả? Nhưng mà là hồi đó yêu được bao lâu sao mà không có đi tiếp được nữa? Thì đó em học cao đẳng trên thành phố á, rồi có mấy đứa bạn nó giới thiệu, nói chung cũng tìm hiểu thời gian lúc còn đi học trên phố. Sau này người đó đi xuất khẩu lao động nước ngoài thì em về quê em làm, thì chung là hạn chế liên lạc. Rồi ok, thì bây giờ là nếu mà tham gia chương trình mong muốn tìm kiếm mẫu bạn gái của em như thế nào, về ngoại hình, về tuổi tác rồi đó thì ngoại hình thì ưa nhìn được là được rồi chị. Còn tính cách thì đừng quá giữ được rồi. Không giữ hả? Rồi. À, tuổi tác ở vùng miền của bạn gái ở đâu thì được em? Thì bằng hoặc lớn hơn em 1-2 tuổi thì được. Bằng nhỏ hơn. Là bạn gái là có phải ở Long An luôn không hay là ở đâu? Nếu được ở Long An thì càng tốt chứ. Tại thích quen gần, quen xa. Rồi ok. Có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Nói đừng quá dữ này kia, biết chăm lo cho gia đình này kia thì được. Rồi ok, chị thấy Tiến mà hơi bị ít nói nhút nhát nè. Bây giờ nếu mà có được chọn vào vòng trong mà lên sân khấu là phải tập nói chuyện nhiều hơn á, phải chia sẻ nhiều hơn ha. Chứ công tình mình đã tham gia chương trình rồi mình phải cố gắng lên nha. Tình thiệt chị, em cũng phỏng vấn này lần thứ ba rồi. Ủa vậy hả? Là mấy lần trước là em có được chọn không? Thì cũng phỏng vấn rồi xong rồi không nghe chương trình liên lạc. À, coi như là lần thứ ba rồi, đáng lẽ là mình phải có kinh nghiệm nhiều hơn chứ. Sao biết, sao chờ chị hỏi xong mới trả lời. Ha, thì cố gắng lên, biết đâu được lần này thì quá tam ba bận được chọn thì sao? Thì phải cố gắng mạnh dạn mạnh mẽ hơn cho chị nha. Dạ. Rồi ok, cảm ơn em. Xong rồi đó, mình thoát ra cuộc gọi ha.